Số 397, Kinh Đại Vương Quảng Đại Tập, Hán Dịch Đệ Bát Lương, Tam Tạng, Đàm Vô Sống, Người Nước Thiên Trúc, Quyển 1, Phẩm Anh Lạc. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngụ trong Đại Pháp nơi núi Kỳ Sa Quật thuộc thành Vương Xá, đó là nơi ăn trụ của các Đức Phật thời xa xưa. Chư Bồ Tát luôn tán thán, nơi ấy đất đai sạch sẽ, có Pháp tòa phía diệu tối thắng của các Đức Phật. Trời, rồng, quỷ thần thường ngợi khen, núi lớn số căn lành, ánh sáng màu nhiệm của chư Phật thường chiếu đến, thành tựu vô lượng vô biên công đức, đầy đủ hạnh độ sinh của chư Như Lai. Sau khi thành đạo Bồ Đề, Đức Thích Ca chuyển bánh xe Pháp, giáo hóa mọi loài, tự tại trong các Pháp. Lúc này, Phật cùng đi với 68.000 tỳ kheo tăng, những người đã đoạn trừ tập khí của phiền não, đều là đệ tử Phật, hiểu nghĩa sâu xa vi diệu, là ruộng vước, diệt hết nẻo sinh tử, đủ giới hạnh, thanh tịnh, đạt quả không sinh diệt. Vô số Bồ Tát xuất gia, độ trí vô ngại, trí sâu màu, trí thông đạt tất cả, đại từ đại bi, mưa pháp diệu. Các Bồ Tát này thường bố thí pháp, vị cam lồ. Đối với chúng sinh, tâm luôn bình đẳng như đại địa, thành tựu phát triển pháp trời đạo. Độ trí sáng xua tan tâm tối, so đòi đường lành dữ, nở đó sen lành, thành tựu căn lành của chúng sinh. Nuôi lớn, mầm tốt. Làm khô cạn biển phiền não, đổ cánh trí tuệ tự tại bay đi khắp mọi nơi. Các Bồ Tát ấy như mặt trời vì tăng trưởng pháp lành, đoạn trừ pháp ác cho chúng sinh, như mặt trăng vì kiên định pháp lành như núi Tu Di, tâm tịch tỉnh, tu tập hạnh thanh tịnh, không dao động, trước các học thuyết thế gian, an trụ trong pháp xuất thế vô thượng. Thấy các Đức Phật ở tất cả cõi nước, cho nhóm pháp lành như biển lớn, thành tựu viên mãn các pháp Đà La Ni, trọn tâm đại từ tịch tỉnh hạnh Bồ Tát trang nghiêm mắt tuệ, mắt định tuệ. Từ lâu đã không còn sợ hãi, pháp màu nhiệm, vô số kiếp tu tập giác, pháp giác ngộ. Chưa trọn vẹn thì tu tập mãi, thành tựu công đức của hàng Bồ Tát. Đó là các đại Bồ Tát, tệ quan vô ngại nhãn, kiến nhất thiết, điền trang nghiêm anh lạc, bất đoạn Như Lai tánh xuất thế ý. Vì chưa chúng sinh thì hiện thế hành thần túc. Vô lượng nhờ thiết vô ngại thần túc tràn sanh danh sơn, tịnh chúng quan tự tại vương, tiện năng luận giải tự nghĩa quảng thuyết luận nghĩa thần túc, vô lượng công đức trí tuệ trang nghiêm trụ. Các Bồ Tát ấy luôn gần gũi Đức Thế Tôn, được nghe Phật giảng nói pháp hạnh của Bồ Tát. Lúc ấy 16 năm kể từ khi thành đạo, Đức Như Lai tập hợp đại chúng. Những người tu tập phạm hạnh, đủ khả năng thọ trì tạng pháp của Bồ Tát, Đức Phật nghĩ trước khi thuyết pháp phải pháp hạnh Bồ Tát cho chúng cốt cán này, ta nên thể hiện sức thần thông vi diệu của chư Phật để chúng biết cảnh giới sâu màu của các Đức Như Lai. Thế rồi Đức Thích Ca nhập định Phật cảnh thần thông thật kiến chúng sinh. Nhờ công đức và thần lực nơi trí tuệ của Phật, giữa hai cõi trời dục xác hiện ra một cõi nước rộng lớn như tam thiên đại thiên thế giới. Đức Phật đi lại dừng nghỉ ở đó, Phật đại phóng ánh sáng thanh tịnh chiếu soi các cõi Như Lai nơi mười phương, khiến chúng sinh thành tựu tâm biết đủ. Đối với các cung điện cõi trời ánh sáng ấy hơn hẳn, có thể nhắc rằng các Bồ Tát bị phóng dật lôi cuốn trong mọi cảnh giới, bao quanh vùng đất ấy là bốn vòng cây lô ly trắng và tường vàng rồng, nhà báu công đức, mái nhà rũ bằng mã não, lan can là các loại báu, lưới châu trắng phủ bên trên, trang nghiêm bằng cờ phướng lọng báu, trên mặt đất sông rải các loại hương thơm. Ở đó đủ tất cả mọi vật trang trí đẹp nhất của chúng sinh nơi mười phương, đặt trăm ngàn vạn ức pháp tòa sư tử, mỗi tòa đều trải nệm mềm mại đủ sắc màu rực rỡ. Xung quanh có bốn bậc thềm thang bằng bảy bảy báu, bậc thềm thang bằng kim cương rộng mười do tuần. Khi đi trên đó phát ra âm thanh rất hay, như bốn cõi thiên hạ, tam thiên, đại thiên, cõi nước đều thế. Bây giờ, Đức Thế Tôn xuất định, tam thiên cõi nước chấn động sáu cách, hào quang của Phật sáng soi rực rỡ, các Bồ Tát thanh văn vây quanh cùng đi đến cõi ấy. Chư thiên cung kính tán thán, trổ nhạc rải các loại hương thơm, hoa đẹp như hoa mạng Đà La, Maha mạng Đà La, mạng Thù Sa, Maha mạng Thù Sa để cúng dường, làm vang động vô số cõi nước với ánh sáng rực chiếu, hiện phước đức thần thông của chư Phật. Lúc ấy núi, ở núi Kỳ Sa Quật, đại chúng bỗng nhiên biến mất. Từ các bậc thềm, họ bay vụt lên hư không, vô số trời rồng, các quỷ thần,
bất hộ kỹ nhạc phi thiên kim xí điệu vũ phúc thành thị nhục thiện ngạ quỷ úng nhĩ la sát trụ xí quỷ yếm nhân quỷ năng cuồng quỷ ảnh la sát sản nhũ quỷ trì phát quỷ thường túy đều theo hộ về Phật cúng dường hương hoa kỹ nhạc vi diệu lên Phật. Khi ấy bốn thiên vương quỳ gối chắp tay nói kệ khen Phật. Ánh sáng Như Lai hơn tất cả, xua tan đen tối ba đường ác. Hôm nay con xin về nương tựa Tát Bà Tất Đạt bậc vô thượng. Nói xong, bốn thiên vương và chư thiên nhân đi theo hầu Phật. Lúc ấy, Đức Thích và chư thiên cõi trời Đao Lợi đều thấy Phật từ chỗ ở của mình. Họ trỗi nhạc rải hoa đốt hương cúng dường Phật, nói kệ tán thán Phật. Như Lai đầy đủ sáu thần thông, đại bi tối thượng không ai hơn, trang nghiêm mười phương bằng công đức, con xin kính lễ đấng tối thượng. Nói xong, họ vẫn theo hầu Phật. Thiên vương và thiên tử cõi trời Giả Ma cũng thấy Phật, trỗi nhạc rải hoa đốt hương cúng Phật, nói kệ khen Phật. Đấng trí tuệ vô ngại vô biên, hiểu việc ba đời của chúng sinh, một tâm biết rõ vô số tâm, vì thế kính lễ bậc vô thượng. Nói xong họ vẫn theo hầu Phật. Thiên vương và thiên tử cõi trời Đâu Xuất thấy Phật trỗi nhạc đại hoa đốt hương cúng Phật, nói kệ. Phật biết các pháp như lửa huyễn, không nhận, không làm, không giảng nói, thường chúng nói pháp không thể nói, chỉ dạy vô ngã biết pháp tánh. Nói xong, họ vẫn theo hầu Phật. Thiên vương và thiên tử cõi trời Hóa Lạc thấy Phật trỗi nhạc rải hoa đốt hương cúng Phật, nói kệ. Như Lai trọn vẹn mười lực lớn, biết rõ pháp giới như hư không, thương xót không hình hiện hình sắc, bình đẳng thương yêu cả mọi loài. Như Lai thường hành thế tôn hành, vì chúng sinh nên hành thế gian, mà các pháp giới không phân biệt, còn nên kính lễ phi thiên nhân. Nói xong họ vẫn theo hầu Phật. Thiên vương và thiên tử cõi trời Tam Hóa Tự Tại thấy Phật trỗi nhạc rải hoa đốt hương cúng Phật, nói kệ. Như giới an trụ nơi tịch tỉnh, tu tập các pháp thiền vô thượng, trí tuệ rộng lớn không chướng ngại, con xin kính lễ đấng giải thoát pháp âm vi diệu đại từ bi, thật biết mọi pháp đạo phi đạo, dũng mãnh siêng năng không ai vượt, con xin kính lễ bậc kiên định, luôn luôn tu tập ba giải thoát, không ai nói hết đức của Phật. Chim nhỏ không sánh bằng đại bàng, nhưng cũng gắng bay sức bay khắp nơi. Còn như chim nhỏ gắng sức mình, tán thán đức Phật xin thương nhận, không gieo hạt giống sao có quả, không ngợi khen Phật sao giải thoát. Thương yêu là lá, trí là hoa, tam muội là tua đài giải thoát, Bồ Tát ông chúa hút mật ngọt, con xin lạy pháp Phật vi diệu, từ bi trí tuệ đều phiên mãn, xua tan tâm tối của chúng sinh, giới đức thanh tịnh chúng thích nhìn, con xin kính lễ trăng Phật Pháp. Tam Phật bình đẳng như hư không, giới đức thanh tịnh tâm không hai, trừ sạch nhơ uế của chúng sinh, con xin kính lễ song Phật Pháp. Đói kệ rồi, họ theo hầu Phật chư thiên khen ngợi xong, Như Lai hiện do lượng thần thông oai lực dẫn đến cõi bảy báo kia. Như bốn thiên hạ thấy Phật bay lên hư không, tam thiên đại thiên cõi nước đều thấy như vậy. Đến nơi Phật an tọa nơi tòa sư tử, Thanh Văn Bồ Tát an tọa nơi tòa báu. Khi ấy Đức Thế Tôn nhập định vô ngại giải thoát, trên mỗi lỗ chân lông phóng ra vô số ánh sáng như các sông Hằng, chiếu soi vô lượng cõi nước nơi các phương Đông Nam Tây Bắc và bốn góc. Nhờ ánh sáng ấy, chúng sinh ở địa ngục ngừng khổ, chúng sinh ở cõi khác trừ hết tham sân si, hướng đến nhau bằng tâm tự như cha và con. Bây giờ, nhờ sức công đức của Phật, trong ánh sáng ấy đền trền vang tiếng kệ khuyên nhắc các Bồ Tát buông lung. Oai lực tinh tấn của Như Lai đã khắp không gian suốt thời gian, làm sao khen ngợi đức sáng Phật, chỉ có Như Lai ở mười phương. Vì để răng nhắc các Bồ Tát, những người buông lung không tu thiền, Đức Phật Thích Ca phóng ánh sáng, triệu tập Bồ Tát về cõi này, thành tựu trọn vẹn mười lực Phật, diệt trừ ma vương khắp thế gian, pháp Phật thanh tịnh như hoa sen, ánh sáng chiếu soi không giới hạn. Đức Phật thuyết giảng pháp vô thượng, trời người tất cả không làm được, vì thương chúng sinh Phật diễn giảng pháp màu như Phật ở mười phương. Hôm nay Như Lai tập hợp chúng, hy hữu khó gặp như hoa đàm. Người nào thành tựu tâm thành tính, đến chỗ Đức Phật để nghe pháp,
Trong ánh sáng ấy vang ra tiếng kệ nêu bày khắp mười phương, khuyến dụ các Bồ Tát chấn động khắp nơi, đem đến niềm vui cho chúng sinh, làm thanh tịnh các phiền não của mọi loại, xua tan bóng tối vô minh của quần mê, che lấp cung điện của trời ma. Sau khi chiếu soi khắp mười phương, ánh sáng lại nhập vào đỉnh đầu Phật. Bấy giờ ở phương đông có cõi Phật tên Vô Lượng Công Đức Bảo Tụ Thần Thông. Đức Như Lai hiệu Tịnh Đại Tịnh Quang Thất Bồ Đề Phần Bảo Hoa Vô Đoạn Quang Vương. Có một Bồ Tát tên Chư Pháp Tự Tại Công Đức Hoa Tử, tay ánh sáng. Bồ Tát này liền cùng vô số Bồ Tát như cát trong mười sông Hằng đến quả báu thuộc thế giới Ta Bà. Đến nơi, các Bồ Tát thấy Đức Thích Ca Mâu Ni cúi đầu lạy Phật, đi quanh Phật cúng dường hoa thơm, nói kệ. Trọn vẹn công đức được giải thoát, Đức Phật mười phương luôn ca ngợi, danh xưng vang khắp mười phương cõi, đại từ đại bi Đức Thế Tôn, pháp giới Như Lai không xa khác, vì chúng ngu si phân biệt giảng, một pháp chính là vô số pháp, như nhà ảo thuật hóa các huyễn. Nói kệ, lạy Phật xong, các Bồ Tát dùng xuất thần hiện bày pháp tòa ở phía đông, tuần tự an tọa. Ở phương nam có cõi nước tên Phật Quang, Đức Phật nơi cõi ấy Vô Lượng Công Đức Bảo, có Bồ Tát tên Bảo Trượng. Thấy ánh sáng, Bồ Tát liền cùng mười hàng hà sa Bồ Tát đến cõi báu thuộc thế giới Ta Bà, gặp Đức Thích Ca. Các Bồ Tát cúi lạy đi quanh Phật cúng dường hoa thơm, nói kệ. Mây pháp đại từ tuôn mưa pháp, dạng pháp vô thường không vô ngã, dùng nước bát chánh dập lửa phiền, nuôi lớn căn lành của chúng sinh. Hào quang Đức Phật xua màn tối, khuyên dạy Bồ Tát kể buông lung, diệt trừ giống ác của ba nẻo, chỉ rõ các pháp đạo phi đạo. Nói kệ, lạy Phật xong, các Bồ Tát dùng sức thần hiện pháp tòa ở phía nam, tuần tự an tọa. Ở phương Tây có cõi Phật tên Quang Minh, Đức Phật hiệu Phổ Quang, Bồ Tát tên Lực Vương. Thấy ánh sáng, Bồ Tát cùng mười hàng hà sa số Bồ Tát đến cõi báu thuộc Ta Bà, gặp Đức Thích Ca. Các Bồ Tát cúi lại đi quanh Phật cúng dường hoa thơm, nói kệ. Trải vô số kiếp phát nguyện lành, đạt thân thanh tịnh không lậu hoặc, hành nghiệp Thế Tôn như hư không, âm thanh vô ngại vang mười phương, phạm âm Như Lai tựa tiếng sấm, phải có nguyên nhân mới phát ra, không nghe không nhận không chúng sinh, đại bi do đâu âm thanh nói. Nói kệ, lạy Phật xong, các Bồ Tát dùng sức thần hiện pháp tòa ở phía Tây, tuần tự an tọa. Ở phương Bắc có cõi Phật tên Bảo Trang Nghiêm, Đức Phật hiệu Vô Lượng Công Đức Trang Nghiêm, Bồ Tát tên Đại Hải Trí. Thấy ánh sáng, Bồ Tát này cùng vô số Bồ Tát đến cõi báu thuộc Ta Bà gặp Đức Thích Ca. Các Bồ Tát cúi lại đi quanh Phật cúng dường hoa thơm, nói kệ. Hào quang vô lượng của Như Lai, xua tan bóng tối của thế gian, chúng sinh được thấy ánh sáng này, trừ sạch tất cả mọi phiền não. Thần lớn vượt ngoài 3.000 cõi, thần thông đạo lực thật vô biên, Như Lai định tướng làm sao thấy, đã bê nhiều kiếp tu hạnh gì. Nói kệ, lạy Phật xong, các Bồ Tát dùng sức thần hiện pháp tòa ở phía Tây Bắc tuần tự an tọa. Phương Đông Nam có cõi Phật tên Dư Ưu, Đức Phật hiệu Năng Hoại Nhất Thiết Ám, Bồ Tát tên Vô Thắng Quang, thấy ánh sáng. Bồ Tát này cùng mười hàng hà sa Bồ Tát đến cõi báu thuộc Ta Bà, gặp Đức Thích Ca. Các Bồ Tát cúi lạy đi quanh Phật cúng dường hoa thơm, nói kệ. Một lỗ chân lông vô số cõi, không hề tổn hại các chúng sinh, cảnh giới Như Lai không ai biết, thần thông của Phật khó suy lượng, từ một thân Phật hiện nhiều thân. Nhưng thân chân thật không thêm bớt, tuy hiện thần thông về chúng sinh, tâm Phật tịch tỉnh không kiêu mạn. Nói kệ, lạy Phật xong, các Bồ Tát dùng sức thần hiện pháp tòa ở phía Đông Nam tuần tự an tọa. Phương Tây Nam có cõi nước tên Thiện Kiến, Phật hiệu Tâm Bình Đẳng, Bồ Tát tên Đại Bi Tâm, thấy ánh sáng. Bồ Tát cùng vô số Bồ Tát bạn đến cõi báu thuộc Ta Bà, gặp Đức Thích Ca. Các Bồ Tát cúi lại đi quanh Phật cúng dường hoa thơm, nói kệ. Trải vô số kiếp giữ tịnh giới, như trâu chăm giữ đuôi của nó, thương xót những ai phá hủy giới, không hề kiêu mạn tự khoe mình, tâm của Như Lai tự tu di, ta kiến mười phương không lay động, trí tuệ thâm diệu như biển rộng, nào dễ đo lường đáy biển cơi. Phật tự thoát khỏi nghiệp sinh tử, là giúp chúng sinh lìa khổ não,
giải thoát đạt được không sai khác, tùy khi hành đạo có khác sai. Nói kệ lại Phật xong, các Bồ Tát dùng xuất thần hiện pháp tòa ở phía Tây Nam, tuần tự an tọa. Phương Tây Bắc có cõi nước tên Hoài Ám, Đức Phật hiệu Đại Thần Thông Vương, Bồ Tát tên Bảo Võng. Thấy ánh sáng, Bồ Tát Bảo Võng liền cùng 10 hằng sa Bồ Tát bạn đến cõi báu Thu Ta Bà gặp Đức Thế Ca. Các Bồ Tát cúi lạy đi quanh Phật cúng dường hoa thơm nói kệ. Như Lai Thế Tôn còn như huyễn, giảng mọi việc huyễn cho chúng sinh. Báu vật không thật nên như huyễn, không có chúng sinh nêu chúng sinh, như mọi cảnh sắc trong giấc mộng. Tỉnh ra nào thấy sắc tướng đâu, vì độ chúng sinh hiện việc đời, Như Lai chân thật không hành ấy. Nói kể lại Phật xong, các Bồ Tát dùng xuất thần hiện pháp tòa ở phía Tây Bắc, tuần tự an tọa. Phương Đông Bắc có cõi Phật tên Tịnh Trụ, Đức Phật hiệu Tâm Đồng Hư Không, Bồ Tát tên Vô Biên Tịnh Ý, tới cả tay ánh sáng Phật. Bồ Tát liền cùng vô số Bồ Tát bạn đến cõi báu Thu Ta Bà, gặp Đức Thích Ca. Các Bồ Tát cúi lạy đi quanh Phật, cúng dường hoa thơm nói kệ. Phật biết pháp giới rất sâu xa, tưởng ưa tịch tịnh không vọng tưởng, hiểu rõ tâm tánh của chúng sinh, giảng thiết các pháp như hư không, an trụ một tâm tỏa ba đời, thấu hiểu tất cả các hành nghiệp, không có tưởng tâm tưởng chúng sinh, trải vô số kiếp tu không tướng. Nói kệ lại Phật xong, các Bồ Tát dùng sức thần hiện pháp tòa ở phía Đông Bắc, tuần tự an tọa. Phương dưới có cõi Phật tên Lạc Quang, Đức Phật hiệu Bảo Ưu Bát Hoa, Bồ Tát tên Trang Nghiêm Nhạo Thuyết. Thấy ánh sáng, Bồ Tát liền cùng 10 hằng hà sa Bồ Tát bạn đến cõi báu thuộc Ta Bà gặp Đức Thích Ca. Các Bồ Tát cúi lại đi quanh Phật cúng dường hoa thơm nói kệ. Vô số bậc trí đệ tử Phật, dường như bụi nhỏ khắp mười phương, trải vô số kiếp cầu học Phật, vẫn chưa tỏ hết pháp Như Lai. Vì thế trí Phật thật vô biên, công đức tổng trì cũng như vậy, danh xưng thế lực không giới hạn, như biển mười phương chẳng bến bờ. Nói kệ lại Phật xong, các Bồ Tát dùng xuất thần hiện pháp tòa ở phía dưới, tuần tự an tọa. Phương trên có cõi Phật tên Anh Lạc Trang Nghiêm, Đức Phật hiệu Đại Danh Sơn, Bồ Tát tên Nhất Thiết Pháp Thần Thông Vương. Thấy ánh sáng, Bồ Tát cùng vô số Bồ Tát bạn đến cõi báu thuộc Ta Bà gặp Đức Thích Ca. Các Bồ Tát cúi lại đi quanh Phật, cúng dường hoa thơm nói kệ. Thân nghiệp của Phật thật vô biên, ý nghiệp khẩu nghiệp cũng như thế, chư Phật biết rõ ba nghiệp Phật. Ngoài ra mờ mịt như hư không, Như Lai không thầy, không người dạy. Vì thế chúng sinh tên Đại Sư, pháp giới chư Phật khó nghĩ lường, thành đạo chuyển pháp nhập Niết Bàn. Nói kệ lại Phật xong, các Bồ Tát dùng xuất thần hiện pháp tòa ở phía trên, tuần tự an tọa. Khi ấy chỉ trong tích tắc, vô số Bồ Tát ở mười phương đều tập hợp về cõi báu này. Lúc đó, Đức Thích Ca xuất định âm thanh đằng hắn của Phật vang khắp mười phương, tất cả chúng sinh đều nghe thấy, phát tâm tinh kính Tam Bảo. Tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, nhân phi nhân mười phương nghe tiếng Phật, thân tâm tịch tỉnh. Nhờ sức thần thông và công đức của Phật, ai nấy đều thấy thang báu. Chỉ trong nháy mắt tất cả phúc lên không đến cõi báu, tuần tự an tọa. Chư thiên các cõi trời phạm thiên, đại phạm, phạm sư, phạm chúng, quang thiên, thiểu quang, vô lượng quang, tịnh thiên, thiểu tịnh, vô lượng tịnh, vô vân. Phước đức quảng quả, vô cuốn, vô nhiệt, thiện kiến, nhạo kiến, Akani trá, cũng nghe tiếng Phật thoáng chốc đều đến quả báu, gặp Phật. Chư thiên cúi lại tuần tự an tọa, tới đại chúng đã tập hợp. Từ giữa chặng mày Đức Thích Tôn, phóng ra ánh sáng thị Bồ Tát lực, vòng quanh các Bồ Tát bảy vòng, nhập vào chục kế các Bồ Tát. Lúc ấy trong hội chúng có một Bồ Tát tên Chư Pháp, từ tại công đức Hoa Tử, nhập định Anh Lạc Trang Nghiêm. Nhờ sức của định nên hiện ra tòa sư tử ở quả báu này, tòa cao bằng 8 vạn ức cây đa la, trang nghiêm bằng 7 báu, kết vô số hoa thơm. Chúng sinh thích nhìn có thể làm cho tâm chúng sinh an tịnh. Hiện ra pháp tòa này, Bồ Tát Chư Pháp từ tại công đức Hoa Tử, nhẹ nhàng xuất định chắp tay lạy Phật nói kệ. Ánh nhật nguyệt xưa tối hiện ra, hà quang Đức Phật rọi ba đời, Như Lai trọn vẹn sức thần thông.
hơn hẳn ánh sáng của chư thiên. Phật hiệu pháp giới không tri giác, như trăng dưới nước chẳng đến đi, không sinh, không thọ, không người tạo, tỏ ngộ chân thật dạy chúng sinh. Ở trong tâm sắc không sắc tâm, phương tiện thuyết giảng tâm và sắc, thần thông Như Lai tựa huyện hóa, pháp giới cũng thế, nào khác gì. Tâm tánh chúng sinh luôn thanh tịnh, khách trần phiền não làm ô nhiễm, chư Phật Như Lai đạt giải thoát, thì hiện thần thông lại như huyễn. Hư không, không đất trụ vào đâu, tâm của Như Lai cũng như vậy, vì chúng an tọa tòa sư tử, thuyết pháp cam lồ như chư Phật, tất cả đại chúng không đến đi, chẳng nghe chẳng giảng không thọ học, hết thảy các pháp như hư không, cuối sinh chỉ đọa cõi chân thật. Xin Đức Thế Tôn nhận tòa báu, gầm tiếng sư tử vì chúng sinh, thương xót mọi loài vang tiếng phạm. Đốt sáng đèn trí xua màn đêm, đại chúng mười phương đều tập hợp, và đây nghe Phật thuyết pháp màu, xin Phật ban bố pháp vi diệu, trừ hết tham si cho mọi loài. Khi ấy vì thương đại Bồ Tát chư pháp tự tại công đức hoa tử, Đức Thế Tôn lên tòa sư tử, nhằm giả nói tất cả pháp vô ngại của Bồ Tát, đầy đủ pháp Phật, mười luật bốn vô ý, nhập tất cả pháp tổng trì tự tại, bốn trí vô ngại, đại thần thông, pháp luân không thoái chuyển, an trụ không thoái lui, bao quát tất cả các thừa, khắp pháp giới, không phân biệt, biết căn tánh của chúng sinh, pháp giới chân thật kiên cố không trở ngại, diệt sạch oán địch nơi bốn ma, đoạn trừ mọi phiền não ác kiến, đạt phương tiện quyền biến tối thượng, tâm bình đẳng không hai, và các cõi Phật không ngăn ngại, thuyết pháp chân thật, không phải giác, không phải không giác, không phải không phải giác. Quán tướng bình đẳng của 12 nhân chuyên, trọn vẹn trí tuệ trang nghiêm, thân Phật, âm thanh Phật, trí tuệ không cùng tận. Dạng bốn thánh đế để thanh văn thanh tịnh thân tâm. Biết chư Phật bước lên thánh vị, Bồ Tát Đại Thừa đạt pháp tự tại, trình bày công đức và pháp của chư Phật. Công đức của Bồ Tát phá tan lưới nghi cho chúng sinh, đánh bại tất cả tà tuyết, tăng trưởng chánh pháp của Như Lai, hiển thần lực của Phật cho chúng sinh. Với mục đích đó, Như Lai lên tòa sư tử. Lúc này, Bồ Tát bảo trưởng đương thần lực Phật nhập định anh lạc trang nghiêm. Nhờ sức của định, tất cả đại chúng đều trang nghiêm bằng các báu vật. Bồ Tát xứng lực vương, nương nơi thần lực Phật nhập định liên hoa, làm cho đại chúng đều được hoa thơm được cúng Phật và các Bồ Tát. Bồ Tát đại hải trí tuệ đứng vào thần lực Phật nhập định diệu hướng, làm cho đại chúng được hương thơm được cúng Phật và các Bồ Tát. Bồ Tát bảo võng, nương nơi thần lực Phật nhập định quang minh, làm cho thân đại chúng đều rực sáng. Bồ Tát bi tâm, nương nơi thần lực Phật nhập định vô tuấn, làm cho đại chúng chiêm ngưỡng mãi kim dung của Phật. Bồ Tát vô biên tịnh ý, nương nơi thần lực Phật nhập định hỷ, giúp đại chúng vui thích nghe pháp. Bồ Tát trang nghiêm nhạo thuyết, nương nơi thần lực Phật nhập định tịch tịnh ý, giúp đại chúng trừ chấp năm ấm. Bồ Tát nhất thiết pháp thần túc vương, nương nơi thần lực Phật nhập định bất vong, khiến đại chúng chuyên niệm về tâm Bồ Đề không quên. Bồ Tát dũng kiện, nương nơi thần lực Phật nhập định vô thắng, giúp đại chúng hàng phục các ma. Bồ Tát phá ma, nương nơi thần lực Phật nhập định hoại ma, nhờ sức của định nên tập hợp một ức ma vương ở tam thiên đại thiên thế giới về quả báu này. Đến nơi chúng lại Phật chắp tay cung kính bạch Phật: Xin Đức Thế Tôn thuyết pháp cam lồ cho chúng sinh. Chúng con nhờ thần lực của Bồ Tát phá ma mà trừ hết nghiệp ma, không tổn hại đại chúng. Đức Phật nói: lành thay thiện nam. Ngày nay các ngươi đã lìa bỏ nghiệp ma, nhờ vậy đời sau cũng sẽ trừ hết nghiệp ma. Thiện nam, như một căn phòng tối tăm hơn trăm năm, nay được một ngọn đèn chiếu sáng, bóng tối được xua tan. Các ngươi cũng vậy, vô số kiếp tối tăm ngu si, nay được diệt trừ như mặt trời, mặt trăng soi sáng. Người an trụ tính giới thấy tuệ định cũng thế. Thiện nam, ngày nay các ngươi nhờ chuyên tịnh Phật thuyết pháp mà trừ hết vô minh ngu tối, làm gương trí cho chúng sinh. Khi ấy, trong chúng có một Bồ Tát tên Pháp Tự Tại Vương, thưa Phật: Bạch Thế Tôn, cảnh giới của Như Lai không thể suy lường. Vì sao? Vì Như Lai phát tâm sẽ thuyết pháp để tập hợp đại chúng, vị trí giác trang nghiêm pháp lớn, thần thông được vô lượng chúng sinh tán thán,
thân tâm tịch tỉnh, giải thoát và được các đức Phật nơi mười phương ngợi khen, đoạn viện mười ba la mật thành tựu phương tiện thần biến, phá tan nghi của chúng sinh, đánh bại tà thuyết thế gian, phân biệt rõ pháp giới, đạt trí vô ngại, độ trí niệm, dũng mãnh, thành tựu bốn trí vô ngại. Biết căn tánh lợi độ của chúng sinh, thuyết pháp tùy sở thích, giảng pháp thanh tịnh, hiểu các loại ngôn ngữ, đạt phạm âm thanh tịnh, thành tựu trọn vẹn tâm từ bi. Không dao động trước tà luận, kiên định vững chãi như núi kim cang, tu ba tướng, dựng cờ pháp vượt sông sâu 12 nhân duyên, dứt bỏ chấp thường đoạn, điều phục đại chúng, vô số kiếp đạt pháp tối thượng, trị mọi bệnh tật như thầy thuốc giỏi, không kinh sợ khi nghe pháp mầu nhiệm, trang nghiêm thân bằng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đủ 37 phẩm trời đạo và 8 giải thoát, ba nghiệp thân khẩu ý thuần tịnh không tạp uế. Khi tất cả chúng sinh đến nghe pháp, không bị cấu nhiễm do nhiễm bởi pháp thế gian, luôn an lạc tu tập pháp giới, bố thí pháp màu, không chán ghét, không tâm đắm pháp hữu vi, độ tánh tam bảo, thâu phục chúng sinh, mở tạng pháp Phật, hộ trì pháp Phật, đủ vô số trí tuệ công đức. Suốt vô lượng kiếp tu tập trang nghiêm công đức, mong đạt một hành, một tâm, một sắc, một xứ. Các Bồ Tát công đức như thế đều tập hợp về đây. Cuối sinh Đức Như Lai thuyết pháp vô ngại của Bồ Tát lợi ích cho Bồ Tát ba đời, giúp người mới phát tâm đạt bất thoái. Người đã phát tâm từ lâu được tăng trưởng, hành đạo Bồ Đề đạt ý tịnh. Bồ Tát bất thoái pháp Phật, Bồ Tát một đời thành Phật trang nghiêm anh lạc, Bồ Tát hậu thân đạt Bồ Đề vô thượng, chúng sinh định tánh thêm nhân duyên lành. Người chưa định tánh thì tạo nhân duyên, người chưa nhập pháp Phật được nhập, người đã nhập pháp Phật càng kính pháp. Người thích ba thừa là nó pháp nhất thừa, đem an lạc cho hàng trời người. Bạch Thế Tôn, Như Lai ra lời là vì các việc không thể nghĩ bàn đó. Thế Tôn, hiện nay các Bồ Tát trong đại chúng ở đây đều đủ khả năng hiện thông lớn. Như vậy, chư Phật và chư Bồ Tát là không thể nghĩ bàn. Thế Tôn, vì sao chúng sinh càng bị vô minh che lấp càng nặng, tuy thấy thần thông của Bồ Tát như thế, nhưng vẫn khởi tâm thấp kém của hàng thanh văn duyên giác? Thế Tôn, ngay lúc phát tâm Bồ Đề, Bồ Tát đã hơn hẳn thanh văn duyên giác. Thế Tôn, như người bỏ lưu ly lấy thủy tinh, chúng sinh cũng thế, bỏ đại thừa tới thanh văn duyên giác thừa. Nếu có chúng sinh đã phát hoặc sắp phát tâm Bồ Đề cho thượng, thì sẽ đạt công đức như vậy. Lúc ấy 32 ức na do tha trăm ngàn vạn ức chúng sinh trời người phát tâm Bồ Đề vô thượng. Phẩm 2. Bồ Tát Đà La Ni Tự Tại Vương. Phần 1. Bây giờ biết các Bồ Tát đã tập hợp, Đức Thích Ca nghĩ, hôm nay những thiện trượng phu này đều muốn biết thật nghĩa của các pháp, có thể hộ trì tạng pháp sâu xa của Như Lai, muốn được nghe nhận pháp vô ngại của Bồ Tát. Nghĩ thế Phật phóng ra ánh sáng vô sở ý, từ giữa chân mày phóng quanh các Bồ Tát bảy vòng nhập vào đỉnh đầu của Bồ Tát Đà La Ni Tự Tại Vương. Lúc này Bồ Tát Đà La Ni Tự Tại Vương nương nơi thần lực Phật hóa hiện lộng bảy báu rộng bằng tam thiên đại thiên cõi nước, che trên tòa báu của Như Lai. Bồ Tát cúi lại Phật, quỳ gối chắp tay nói kệ: Như Lai tự tại trong các pháp, hào quang của Phật xua màn tối, mắt Phật thấy rõ không chướng ngại, thấy nghĩa chân thật của các pháp, đầy đủ vô lượng vô biên đức, không thầy, riêng tỏ mọi pháp giới. Vì các chúng sinh Phật phóng quang, cớ sao lại nhập vào thân con? Ý niệm của con vốn không tỏ, mắt Đà La Ni cũng như vậy, hào quang của Phật vào thân con, khiến con tỏ ngộ mọi pháp giới. Thân tâm hết thảy đều thanh tịnh, thành tựu vô lượng, vô thượng vô biên lạc. Con nay đã biết cảnh giới Phật, biện tài vô ngại, thuyết giảng pháp, khó được gần gũi chư Như Lai, kẻ ngu khó được phụng sự Phật. Con nay nương nhờ thần lực Phật, xin hỏi vài câu lợi chúng sinh. Làm sao phát khởi tâm Bồ Đề? Vì nhân duyên gì Phật xuất thế? Cớ sao ánh sáng chiếu mười phương? Vì mục đích gì hiện thần thông? Vì sao đại chúng được tỏ ký? Xin Phật giải thích cho đại chúng. Đại chúng ở đây đều tối thượng, có thể tọa trì pháp Như Lai. Ở đây không ma, không nghiệp ma. Xin Phật chỉ rõ tạng pháp Phật. Trí tuệ của con thật cạn cợt, làm sao hỏi được đấng vô thượng? Xin hỏi Như Lai trí vô biên,
làm sao biết được pháp phương tiện. Ngưỡng mong chỉ dạy cho chúng con đã đạt pháp tự tại, đầy đủ khả năng tuôn mưa pháp, đền đáp ân Phật khắp mười phương. Thế Tôn, chư Phật Như Lai là không thể nghĩ bàn, hạnh của Bồ Tát thật vô biên. Con xin hỏi đấng vô thượng Pháp Vương Đại Từ Bi và thực nghĩa các pháp để tạo lợi ích cho mọi loài. Thế nào là hạnh của Bồ Tát? Trang nghiêm bằng pháp gì để làm thanh tịnh hạnh Bồ Tát? Làm sao trừ diệt si ám? Làm sao cắt đứt lưới nghi nơi tâm? Vì sao Bồ Tát tu tâm từ bi vì chúng sinh? Thế nào là Bồ Tát bảo hộ chúng sinh? Thế nào là Bồ Tát thật tu nghiệp Bồ Tát? Nghiệp thiện, nghiệp bất hối, sinh Phật thương xót giảng thuyết. Hơn nữa đại chúng đây đều là bậc trí tuệ lợi căn, hiểu lời Phật, biết pháp giới. Có thể đạt pháp vô ngại của Bồ Tát, trừ diệt ma và nghiệp ma, đoàn tâm nghi, hiểu cảnh giới thâm diệu của Phật, biết cõi và tâm của chúng sinh, thấy vô số cõi Phật, hộ trì chánh pháp vô thượng của Như Lai, tự tại trong các pháp. Lúc ấy, Đức Thích Ca ngợi khen Bồ Tát Đại La Ni Tự Tại Vương. Lành thay, thiện nam, có thể hỏi Như Lai về nghĩa phi diệu. Người tu tập vô số hành Phật mới có thể hỏi như thế. Ông hãy nhất tâm lắng nghe, Như Lai sẽ giảng thuyết. Bồ Tát thưa, Thế Tôn, Bồ Tát thành tựu công đức như vậy, tự tại trong các pháp. Đây là thời gian thích hợp nhất, xin Phật giảng thuyết. Phật nói, thiện nam, Bồ Tát trang nghiêm bốn pháp, giới định tuệ, đà la ni, giới trang nghiêm anh lạc có một là không có tâm tổn hại chúng sinh. Nếu Bồ Tát không có tâm xấu ác thì chúng sinh thích gặp. Là có hai giới, lấp đường ác, mở đường lành. Đã có ba giới, thân, khẩu, ý, thanh tịnh. Đã có bốn giới, hệ cầu là được, viên mãn ý nguyện, thành tựu như nguyện, làm những gì muốn làm. Lại có năm, tính giới, niệm, định, tuệ. Lại có sáu, không pha giới, không khiếm khuyết, không xen tạp, không hối hận, tự tại, không sở hữu. Lại có bảy, chính là bảy sự thanh tịnh, thí, nhẫn, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, phương tiện thiện xảo. Lại có tám, tức là tám điều đầy đủ, vô tác, kiên định, không quên, siêng năng, trọn vẹn các căn, Phật ở đời, thoát nạn, bạn lành. Lại có chín, không lay động, không sợ, trí, kiên định, tịch tỉnh, chí tâm, thanh tịnh, thư thái, địa phục tâm, ở nơi an định. Lại có 10, thân thanh tịnh đủ 32 tướng, khẩu thanh tịnh giữ lời, ý thanh tịnh là đạt giải thoát, là ruộng phước thanh tịnh nuôi lớn phước đức cho chúng sinh, tâm thanh tịnh khi chúng sinh nhu thuận, nghiệp thanh tịnh vì giáo hóa chúng sinh, danh xưng Bồ Tát thanh tịnh vì được công đức của Như Lai, tuệ thanh tịnh đủ thần thông, phương tiện thanh tịnh trừ dẹp các ma, giới thanh tịnh vì pháp bất cộng. Thiện nam, đó là giới trang nghiêm anh lạc. Trang nghiêm định anh lạc có một, tu tập tâm từ vì mọi loài. Lại có hai, chánh trực nhu thuận. Lại có ba, không hư dối, không thô bạo, không tà vậy. Lại có bốn, không tham ái, không giận, không sợ, không ngu si. Lại có năm, trừ năm cái. Lại có sáu, tu tập sáu niệm. Lại có bảy, tu tập bảy phần giác. Lại có tám, thực hành tám chánh đạo. Lại có chín, Bồ Tát tu tập tâm Bồ Đề và tâm Đại Từ Bi. Tu tập tâm nghĩ đến mọi loài, đoạn trừ dục vọng và pháp ác, có giác có quán, tịch tỉnh, hỷ lạc đạt sơ thiền. Vượt trên giác quán, nội tâm vui vẻ, chuyên tâm, suy xét, không giác, không quán, định sinh hỷ lạc đạt thiền thứ hai. Lìa hỷ tu xả, đầy đủ tâm niệm, không buông lung, thân an lạc, chứng thiền thứ ba. Trừ khổ vui, dứt tâm mừng lo, không khổ, không vui, xả niệm tịch tỉnh, chứng thiền thứ bốn. Vượt trên sắc tướng, tu tập vô lượng tướng không, vượt tướng không, tu tập vô số tướng thức, vượt tướng thức, tu tập tướng không sở hữu, vượt tướng không sở hữu, tu tướng phi tưởng, phi phi tưởng. Tuy chưa thành tựu trí phương tiện thiện xảo, nhưng luôn giáo hóa chúng sinh, bằng xác định là có 10 quán pháp không nhầm lẫn, thành tựu đầy đủ Samatha, siêng năng không ngừng nghỉ. Biết rõ thời tiết, chuyên tâm thọ trì pháp lành, tâm tịch tỉnh, quán thân, thường quán pháp giới, tâm tự tại, đạt tánh thánh, đó là trang nghiêm chánh định an lạc. Thiện nam, trang nghiêm trí tuệ anh lạc có một, tâm không nghi là có hai, trừ tâm nghi, đoạn tâm giận,
La có ba, diệt vô minh, xua tan bóng tối ngu si, làm ánh sáng lớn. La có bốn, biết khổ đoạn tập, chứng diệt tu đạo. La có năm, thanh tịnh các giới, thanh tịnh các định, thanh tịnh trí tuệ, thanh tịnh giải thoát, thanh tịnh giải thoát tri kiến. La có sáu, thanh tịnh tiếng ba la mật. Có ba, nội tịnh, quán pháp như huyễn, chúng sinh tịnh, quán pháp như một, bồ đề tịnh, không mong đình đáp. Thanh tịnh giới ba la mật. Có ba, quán thân như bóng, quán âm thanh như tiếng vang, quán tâm như huyễn, thanh tịnh nhận ba la mật. Có ba, nghe lời, hủy bán không nổi giận, không vui thích khi nghe lời tán thưởng, quán pháp giới nó bị đánh chết. Thanh tịnh tinh tấn, ba la mật. Có ba, không vọng tưởng, kiên định, không thấy tướng pháp, thanh tịnh thiền ba la mật. Có ba, không chấp pháp, tâm không lay chuyển, pháp duyên tâm, pháp duyên thanh tịnh. Thanh tịnh phương tiện ba la mật. Có ba, giáo hóa chúng sinh vì giải thoát, thanh tịnh đà la ni để hộ trì pháp, thanh tịnh tâm nguyện để trang nghiêm cõi Phật. Lại có bảy, tu bốn niệm xứ không chấp giữ, tu bốn chánh cần không sinh diệt, tu bốn thần túc thân tâm thanh tịnh, tu năm căn biết căn không căn, tu năm lực diệt trừ phiền não, tu bảy giác phần biết pháp giới chân thật, tu tám thánh đạo không đến đi. Lại có tám, tu định để thanh tịnh viên mãn, tu trí diệt trừ hôn ám, tu trí biết năm ấm vì rõ các pháp, tu trí biết cõi nước vì hiểu khắp pháp giới như hư không, tu trí biết nhập vì hiểu pháp tánh bình đẳng, tu trí biết 12 nhân duyên, quán không ngã, không sở hữu của ngã, tu trí quán bốn đế, diệt bốn điên đảo, tu trí phân biệt biết pháp giới, vì hiểu thật pháp. Lại có chín, quán tưởng vô thường, quán tưởng khổ vô thường, quán tưởng khổ vô ngã, quán tưởng thức ăn bất tịnh, quán tưởng thế gian không vui, quán tưởng sinh tử tội lỗi, quán tưởng giải thoát, quán tưởng trừ tham, quán tưởng cùng tận. Là có 10 pháp quán như huyễn, như mộng, như sóng nắng, như tiếng vang, như cây chuối, như trăng dưới nước, như bóng, như pháp giới không thêm bớt, quán pháp giới không đi dừng, quán pháp vô vi không sinh diệt, đó là trang nghiêm trí tuệ anh lạc. Thiện nam, trang nghiêm đà la ni anh lạc có một, tâm niệm không mất. Lại có hai, thọ trì, giữ gìn trọn vẹn. Lại có ba, biết nghĩa, biết văn tự, biết thuyết giảng. Lại có bốn, lời đúng, lời rõ ràng, lời không trở ngại, lời không sai. Lại có năm, tức năm y nương tựa, y nghĩa không y ngữ, y trí không y thức, y kinh liễu nghĩa không y kinh không liễu nghĩa, y pháp không y nhân, y xuất thế không y thế gian. Lại có sáu, thọ trì như lời dạy, nói năng thành thật, nói lời người thích nghe, lời thương yêu, lời phát sinh mầm lành, lời thông suốt, lời lưu loát, không hai lời, biết mới nói, lời rõ ràng. Lại có tám, biết các ngôn ngữ, biết quỷ, thần, biết chư thiên, biết loài rồng, biết càn thất bà, biết A-tu-la, biết kim, xí điểu, biết súc sinh. Lại có chín, không sợ, không hạn chế, không khó, lời giải thoát, đáp lời đúng pháp, trình bày rõ ràng, trình bày có thứ lớp, vô thường không cùng tận. Là có 10, diệt nghi, mở bày, dạy pháp, hiểu từng chữ từng lời, ta tán Phật, dê rách phiền não, phân biệt căn lợi độn, đeo công đức vi diệu của Phật. Thiền nam, đó là trang nghiêm Đà La Ni anh lạc. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ nhắc lại ý nghĩa trên. 4. Trang nghiêm anh lạc, thanh tịnh pháp đại thừa, đó là giới định tuệ Đà La Ni vô thượng, thanh tịnh cả ba nghiệp, mọi người đều yêu thích, đoạn trừ ba đường ác, đó là giới anh lạc, thành tựu như ý nguyện, được thọ thân trời người, nên tu tập tinh tấn, đó là giới anh lạc, tu tập định tối thượng, đạt hai pháp giải thoát, biết niết bàn vô thượng, đó là giới anh lạc, không hủy giới thiếu giới, giới thuần tịnh không tạp, tự tại trong các pháp, là trang nghiêm anh lạc. Giới tịnh thanh tịnh thí, giới tịnh thanh tịnh nhẫn, giới tịch tịnh năm độ, trang nghiêm giới anh lạc. Giới tịnh thanh tịnh nghiệp, thanh tịnh không buông lung, không sợ không hối hận, đó là giới anh lạc. Tịnh giới đạt tánh thánh, thanh tịnh cả thân tâm, đạt vô lượng chánh định, đó là giới anh lạc. Không sợ chẳng lấy động, kiên định nghiệp thanh tịnh, các đứt dây phiền não, đó là giới anh lạc.
thuần phục kẻ ương ngạnh, đạt danh xưng Bồ Tát, trang nghiêm tâm tự tại, đó là giới an lạc. Thực hành đúng lời dạy, khẩu nghiệp bốn thanh tịnh, đoạn trừ mọi phiền não là trang nghiêm an lạc. Thanh tịnh cõi Phật mình, giáo hóa mọi quần mê, tu tập đại từ bi là trang nghiêm an lạc, không tạo các nghiệp ác, tu tập hạnh Bồ Tát, đạt mười lực không sợ là trang nghiêm an lạc. Nghiêm tịnh đại niết bàn, đạt nhân quả tối thượng, tâm từ thương chúng sinh là trang nghiêm an lạc. Trừ tâm chối keo kiệt, tu bốn nhiếp thuận hợp, đoạn tham giận sợ si là trang nghiêm an lạc, phá trừ năm triền cái. Tu tập mười niệm tâm, trò đạo không buông lung là trang nghiêm an lạc. Đầy đủ cả hai cách, tư duy nghĩa đúng pháp, ưa thích nơi nhàn tịnh là trang nghiêm an lạc. Không nghi ngờ các pháp, tâm không si loạn động, chân thật hiệu bốn đế là trang nghiêm an lạc. Giữ giới tâm không chấp, không kiêu mạn ngã mạn, không chấp giặc các giới là trang nghiêm an lạc. Tuệ vô thượng tịch tịnh tịch định, đủ hai tuệ thanh tịnh, thông tỏ cả ba cõi là trang nghiêm an lạc. Ý tịnh không kiêu mạn, không khinh pháp bất tịnh, biết pháp không thể nói là trang nghiêm an lạc. Tuệ trang nghiêm cho trí, trí cũng trang nghiêm tuệ, tự tha đều thanh tịnh là trang nghiêm an lạc. Biết pháp như mộng ảo, không nói pháp là không, tùy thuận thế gian giải là trang nghiêm an lạc. Tuệ trang nghiêm các giới, giới cũng trang nghiêm tuệ, thân khẩu đều thanh tịnh là trang nghiêm an lạc. Pháp như trăng dưới nước, như sóng nắng trưa hè, pháp như là tiếng vang, tự thành càng tác bà, không pháp không tạo pháp là trang nghiêm an lạc. Tuệ trang nghiêm cho nhẫn, nhẫn cũng trang nghiêm tuệ, thân khẩu nghiệp thanh tịnh là trang nghiêm an lạc. Tùy pháp không thêm bớt, tùy hiểu dạy chúng sinh, chuyên tâm quán pháp thân là trang nghiêm an lạc. Tuệ trang nghiêm tinh tấn trang nghiêm tuệ, tâm tịnh không hối động là trang nghiêm an lạc. Tuệ trang nghiêm chánh định trang nghiêm tuệ, giảng pháp giới thâm diệu, đạt thần thông thù thắng. Biết phương tiện quyền biến, thành tựu pháp tổng trì, cõi pháp chúng sinh tịnh là trang nghiêm an lạc. Biết căn tánh lợi độn, diệt phiền não ma chướng, thân tâm đều tự tại là trang nghiêm an lạc. Đạo không có đến đi, cũng không người đi đến, chẳng quá khứ vị lai, không hiện tại không tu, pháp giới không phân biệt, thanh tịnh viên mãn định, biết ấm nhập và giới là trang nghiêm an lạc. Ấm nhập giới hư như không, không ngã sở hữu ngã, 12 nhân sinh diệt là thanh tịnh trí tuệ. Thật biết đệ nhất nghĩa là hiệu ấm nhập giới, không tranh cãi các pháp, thông tỏ cả ba đời, phân biệt ba tụ chúng, thuyết giảng pháp ba thừa, dạy kính ba ngôi báu, tu ba định vô tướng, không tướng biết một tướng, phi huyễn biết như huyễn, không thuyết nhân giảng thuyết, không nêu nơi chẳng không, các pháp không thường đoạn, không hủy hoại pháp giới, vì nhân duyên hòa hợp lưu chuyển trong pháp giới, đó gọi là chân trí, không phân biệt pháp giới, thông hiểu động không động, biết hai pháp sâu cạn, thường và pháp vô thường làm lớn, là trí lớn thanh tịnh. Luôn giữ tâm chánh niệm, thông tỏ cả pháp giới, hiểu ngôn ngữ, nghĩa lý, phân biệt thế tục đế, tỏ trì pháp đã nghe, hiểu rõ lời chúng sinh, dẹp tan các tà đạo, tu tập trí vô thượng, nương tựa bốn y lớn, là chánh định an lạc, tuyết tràng hoa công đức, trang nghiêm tâm bồ đề, giảng thuyết không lo sợ, hiểu ngôn ngữ, trời thần, pha tan lưới nghi ngờ, chỉ dạy cho tất cả, tán thán ba ngôi báu, khuyến khích người cúng dường, con gửi Phật chúng tăng, tu tập trí vô thượng, chư Phật và Bồ Tát, trang nghiêm bốn an lạc, ai thành tâm tinh kính, là tự trang nghiêm mình. Kinh Đại Phương Đẳng, Đại Tập Quyển 1.